Chào các bạn, đây là cái vườn dừa ở chỗ mình này các bạn. Dừa người ta chăm sóc tốt thì trái cũng nhiều lắm này các bạn. Dừa trái cũng nhiều, dừa nó sai trái. Chăm sóc tốt thì nó cũng nhiều trái. Bên kia kìa, đó. Rồi nó cũng sai trái, qua đây coi. Dừa sai trái lắm nè các bạn. Đây là dây, dây để người ta kéo dây người ta cực thuốc nè các bạn. Này, dừa sai trái ghê luôn. Dừa này là dừa má lai nè các bạn. Dừa má lai mà đứt bầu, đứt bầu bầu như vậy nè, đứt bầu bầu như vậy nè, nó mới chất lượng. Chứ còn mã lai mà cái đít nhọn nhọn là nó không chất lượng. Rồi, cây này bị đuông ăn nè các bạn, đuông ăn hư rồi, trồng lại cái mới. Rồi đây là dừa người ta ương ra nè, người ta để già người ta ương ra nè. Trời ơi, còn đó cây cây đó nó hư rồi, trái rụng ớn đời nè. Bên này nè các bạn, các bạn coi sai trái ớn không, người ta vừa sai trái là mã lai đứt bầu đó các bạn. Cái đứt nó bầu, còn mã lai đứt nhọn, cái trái nhọn nhọn nhỏ xíu à, nhỏ xíu trái à, nó không chất lượng. Ở đây mấy cây này chết này, cho nên người ta trồng bậy tầm bạ vô mà là mấy là này kia người ta trồng chen vô đó các bạn. Đây cây này là trái đó, trái gì cái đít này chết, vừa chết nhiều quá, đít này vừa chết nhiều quá. Này các bạn, đó. Các bạn coi cái quầy đó nè, ngược nắng, đó, ngược nắng các bạn không thấy. Bên đó đây các bạn, bên này không có chết, còn bên đó chết nhiều quá, vừa bên đó chết nhiều quá, người ta trồng theo từng lý các bạn. Đó. Nào, vậy nè các bạn dễ thấy à. Đó. Cái quài đó các bạn nhiều trái lắm à. Vậy nè giờ quá ta trái rồi ha, cái quài nó ta trái đó. Bên đó đó các bạn, đó. Đó, trái nhỏ trên bên đó, đó. Cái này là cái trái già người ta hái đi rồi nè, còn cái trái nhỏ này các bạn, cái quậy có nhiều trái ghê không? Quậy này có già rồi nè, quậy này già rồi có, ủa chưa già. Đó, các bạn. Người ta trồng chen mía vô vậy nè, không có chất lượng rồi. Cái rễ dừa nó ăn quá thích chen mía vô đâu chất lượng. Nè, ở đây là không có cái loại dừa trái xanh này là không, nó không có hợp đó, không hợp thổ nhưỡng ở đây đó các bạn. Dừa trái xanh này là kêu bằng dừa bị á. Nó không có hợp, không thích hợp cho nên nó trái nhỏ xíu. Trái không tốt, ít trái lắm. À, bên đó đó các bạn đó. Đó, bên đó dừa đó, trái bên đó đó các bạn, trái nhiều đây này nè, trái nhiều lắm.
Có nhiều ghê. Cái thứ cái loại này nè, còn cái loại này là trái, còn tránh ánh nắng, tránh ánh nắng cho các bạn coi là trái quá sức luôn chưa. Rồi cây bên kia nè, mình để 2 lít một lượt nè. Cây bên kia nè, cái lít bên kia nè, đó cái lít bỏ nó trái với cái lít bỏ nó các bạn. Đó, trái nhiều lắm đó. Nè, nhảy qua cho các bạn coi trái nè, trái quá sức nè, các bạn coi nè, đó, trái nè, tôi ghê rồi không, đó các bạn coi nè, trái nè, bạn coi cái vòi này quá trình trái không, anh muốn coi không trái đường đó, đây nhìn được lại đây nè, các bạn thấy là quá sức trái luôn. Đó, sẽ trái luôn. Rồi nhỏ nè. Rồi lớn rồi nè. Đi 2 lít một lượt luôn. Cái lít này. Trời, năm nay người ta trồng mía ra đây người thất bại rồi, cái để dừa nó ăn quá sức, mía chịu nổi. Bên đó, bên đó, ngoài bên đó, khoảng đây nè, nè trái, các bạn coi trái nè, đây trái nè. Quê mình trồng dừa Mã Lai này nó chịu đất nè, trồng dừa Mã Lai này chịu đất, dừa bị nó không chịu đất đó, các bạn coi bên kia là trái đó. Đó, trái cứ quả nó các bạn, à, đây cũng trái cũng nhiều nè mà không bằng bên kia, à, cũng nhiều nè, nó nằm dưới này. Đây không bằng. Không bằng, nó cũng đeo cũng ngắt mà. Đeo cũng ngắt chùm luôn. Nè đó, đó quả. Cái quả dừa đó, các bạn thấy cái quả dừa nó nằm trên đó không đó. Cái quả dừa nó nằm trên. Nè mình nhảy qua coi. Nhảy qua coi. Nè, đó. Quay vậy mấy bạn mới thấy. Này cái quầy này nè, nó quay qua tới bên này luôn nè, nó qua tới bên này luôn nè, tới bên này luôn các bạn. Đó, một quầy mà như đó trái đó, quá sức không. Ngoài này nữa nè các bạn, đó cái ngược nắng các bạn không thấy nè, ngược ánh nắng không thấy nè các bạn, đó gì không, bây giờ cái nè nó qua bên này nữa nè, đó ngoài này nè. Tới vào này nè các bạn. Tới vào này nè. Đó. Đó, ghê không? Mình thấy không các bạn? Đó, ở đây rồi, qua đây nè. Nè, mấy trái này nè. Nè, qua trái này nè. Đây nè, đó. Cái quài đó ở đây nữa nè. Các bạn coi cái quài, ghê không? Đằng kia kìa các bạn, thấy không, các bạn thấy không, bên kia nữa kìa các bạn, nó thấy quả nào tốt quá đấy.
chừng luôn, đi về không mà thấy dữ dội luôn. Nè, các bạn thấy nè, cái quả dừa nè, đây cái quả dừa nè, không từ bên đây nè, đó các bạn nhìn thấy bên đây nè, qua tới bên này nè, rồi tới mấy trái ở dưới nữa nè, đó, các bạn thấy ghê không? Đây nữa nè, quả dừa nè, ghê đời không? Cây nặng quá chết tốt rồi. Rồi, đây nè các bạn, đó, trái vậy đó, đó một hoài đó, một hoài trái từ bên đó qua tới bên này, này vô trong kẹt này nữa nè, nè các bạn, hoài nè dưới này, nhìn lên này, nhìn lên thấy đây nè, rồi nhìn qua đây nè. Rồi này dưới đây nhìn lên đó, nhìn ngược trở lại nè, các bạn có quá sức trái không, quá sức trái không, vừa lỡ rồi nè, cây cao rồi nè, cây cao từ đó lên đó tới trên đó rồi đó, trái càng quá trời nè, nè các bạn đó. Rồi qua tới này nè, nó một hoài của nó qua hai bên đây nữa nè, hoài nào cũng sai sai trái đó. Đó. Nè các bạn, quá trời trái luôn các bạn. Đó, bên đó nè. Rồi qua bên này nè, một quả nè, bên đó, rồi bên này nè. Rồi bên này nè. Đó, sắp kìa. Đây nữa nè các bạn, đó ghê không, đây nữa nè, đó một hoài những thứ đó trái đó các bạn, cây bên kia kìa, đó nhảy qua đây đó, bạn thấy không, đó một hoài đó, đó một hoài đó. Hoài đó các bạn, hoài đó các bạn, nè các bạn đó, ghê không, hoài dừa ghê hồn, ngài hoài bên đó qua bên này luôn nè. Ở đây nè, các bạn thấy không? Dưới nữa nè. Bây giờ dưới vào trái. Dây nè các bạn, đó, ta cột phải lấy cột đôi dây đó đó, dự lên đó, người ta cột. Người ta cột nó mới chịu nổi, chứ không nó không chịu nổi, nó gãi hoài. Nó gãi hoài, hư hoài. Đó. Thế là các bạn quá trời trái, thấy chưa các bạn? Nó còn một hoài đó. Quay bên đây rồi quay bên kia đó các bạn, quá sức luôn. Đây nữa nè, đây nữa nè các bạn, ghê không các bạn, đó bây giờ ghê không nè, nguyên một cái lợi này nè, đó đó một vài hai bên, vài hai bên đây nữa nè các bạn, ghê luôn. Các bạn coi nè, đó, ghê chưa, quá trình
Bên kia nó kìa, bên kia cũng nhiều quá, bên nào giờ bên nào cũng quá trời cái luôn đó. Rồi đi bên đây luôn, khỏi nhảy qua nhảy lại nó không cực. À, các bạn coi nè, cái bây giờ nè đó. Rồi bên đây nè, các bạn coi nè đó. Trong này ta lấy dây này ta cột, mà cột cô cũng không lợi thôi. Này các bạn, đó còn nhiều lắm, còn nhiều lắm, cả ngàn cây lẫn. Giờ thôi, cả ngàn cây mình đâu đi có đi hết được. Giờ đi cho các bạn coi một số cây vậy thôi. Dưới kia mất cây này cũng quá trái nè, cả ngàn cây đi đâu có hết đâu nè. Đó các bạn thấy không, cái vài đó. Đó qua đây nè, rồi qua đây nè, bạn coi nè, còn cái vài này nè đó, đi không. Bữa nào đầy nhóc cái luôn, quá trời nè. Đây nữa nè các bạn, đó đó, bên đây đó, qua này nè, rồi trở lại đó, rồi trở lại về đó, đi rồi các bạn, đi rồi các bạn, đi rồi. Thôi chào các bạn nha, giờ đi nhiều quá mệt rồi. Giờ đi nhiều quá, chào các bạn, chúc các bạn thành công trong mọi lĩnh vực. Hẹn các bạn lần sau, chào các bạn nha.